Truy quét tàn quân Pol Pot phía Tây Campuchia. Tác giả Lê Hải Triều. Sáng ngày 12 tháng 3 năm 1979, tôi và anh Trần Đới lên ban chỉ huy trung đoàn 66 nhận lệnh. Anh Bùi Thanh Sơn, trung đoàn trưởng, giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 8 như sau. Tiểu đoàn 8 được tăng cường 2 khẩu pháo 85 ly nòng dài, 2 khẩu cao xạ 37 ly, 1 khẩu cối 120 ly và 15 xe vận tải chở quân. Có nhiệm vụ đột kích đánh chiếm khu vực cầu sắt, rồi hành tiến, tiến công và làm chủ khu địa chất. Thời gian bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 13 tháng 3. Các anh có ý kiến gì không? Anh Trần Đới nói, nhiệm vụ trung đoàn giao, chúng tôi xin chấp hành và hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi xem bản đồ từ cầu sắt đến khu địa chất dài hơn chục km. Tình hình địch ở đây chưa nắm được. Theo tin của ta, khu địa chất là căn cứ hậu cần khá lớn của địch. Không biết chúng bố phòng ra sao. Tôi đem những điều phân vân này báo cáo anh Bùi Thanh Sơn và đề nghị anh tăng cường cho tiểu đoàn một tổ trinh sát. Anh Sơn nhất trí điều một tổ trinh sát cho tiểu đoàn. Cuối cùng tôi đề nghị. Thời gian rất gấp, đề nghị trung đoàn cho các đơn vị tăng cường trước hết. Là cán bộ chủ trì đầu giờ chiều nay có mặt ở tiểu đoàn để dự hội nghị quân chính thống nhất phương án. Anh Sơn nói, tôi nhất trí đề nghị của anh Triều. Theo tin ta vừa nắm được thì khu địa chất là căn cứ hậu cần của Pol Pot. Trong quá trình phát triển chiến đấu, các anh vừa đánh địch mở đường, vừa tìm hiểu địch. Khi đánh vào khu địa chất, không được phá xe, phá pháo, phải tận thu để bàn giao cho bạn. Vâng, chúng tôi xin chấp hành, tôi nói. Mờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 1979, tiểu đoàn 8 chúng tôi bắt đầu xuất kích. Xe đi đầu giã súng 12 ly 7, một tiểu đội bộ binh, một tiểu đội trinh sát, một máy 2 oát. Tiếp đến là xe tôi và xe anh Đới. Ngay sau là 2 khẩu 37 ly, 2 khẩu pháo 85 ly đi trong đội hình đại đội 5. Sau đó là đại đội 6, tiểu đoàn bộ. Đại đội 8 hỏa lực và cuối cùng là đại đội 7. Gần đến cầu sắt, chúng tôi cho xe đi đầu dừng lại. Trinh sát nhanh chóng rời xe, nắm địch. Lực lượng chốt giữ cầu sắt của địch có chừng một đại đội. Chúng tôi lệnh cho cối 120 ly, cối 80 ly bắn phá khu vực đầu cầu. Địch bị cối 120 của ta bắn trúng đội hình. Chúng hốt hoảng chạy tán loạn. Tôi cho pháo 37 ly hạ nòng. Bắn vào hai bên đường, đạn 37 ly bắn thẳng, vận tốc lớn nên không nghe tiếng đầu nòng, làm bọn Pol Pot vô cùng hoảng sợ. Chúng tôi cho bộ đội vượt qua cầu sắt theo con đường đất đỏ truy kích địch. Hai bên đường là những bụi cây lúp xúp. Chúng tôi cho súng 12 ly 7 và AK bắn vào những nơi nghi ngờ, nhưng không thấy địch phản ứng gì. Tôi nói với anh Đới, cho bộ đội phát triển tiến công nhanh. Chúng ta đã đến gần khu địa chất. Khu này trước kia Pol Pot bắt dân khai thác đá quý. Anh thấy không? Nhìn từ xa đã thấy nhiều nhà mái tôn và có cả máy sàng đá. Anh Đới bảo, ta cho cối 120 ly bắn chặn đường rút, rồi dùng 12 ly 7 và pháo 37 bắn thẳng vào quân địch. Bọn chúng không chịu được đâu. Ta bắn từ 5 đến 7 phút rồi cho bộ đội xung phong. Tôi nhất trí, anh cho triển khai đi. Trước sức tiến công mạnh mẽ của ta, quân địch vội vàng vứt súng, bỏ cả xe đang nổ máy, tháo chạy. Tiểu đoàn 8 thu 36 xe ô tô còn tốt, 2 khẩu 105 và nhiều lương thực thực phẩm. Trận đánh kết thúc lúc 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 năm 1979. Làm chủ khu địa chất, tôi điện báo cáo về trung đoàn và đề nghị cho người đến lái xe kéo pháo về. Trung đoàn điện cho chúng tôi. Triển khai đội hình khu vực địa chất, chờ bắt liên lạc với trung đoàn 24 từ Sam Lốp đánh lên và sẽ cho người vào lấy xe, kéo pháo. Buổi chiều, tôi đang trao đổi công việc với anh Đới, bỗng nghe một tiếng nổ to như tiếng bộc phá.
Lát sau, một pháo thủ chạy về, mặt tái nhợt. Báo cáo thủ trưởng, anh Thành trung đội trưởng hy sinh rồi. Tôi theo người pháo thủ chạy lên trận địa pháo, nhìn Thành cả phần ngực và bụng dập nát, ruột lòi ra. Tôi hỏi, làm sao lại thế này? Một pháo thủ trả lời, nghe trinh sát báo có một cụm địch ở cách hơn 1 km, anh Thành cho nạp quả đạn định bắn. Không hiểu sao quả đạn lại không vào hết bầu nòng. Anh Thành loay hoay tháo ra cũng không được, đẩy vào cũng không được. Anh lấy gậy sắt đánh vào hạt nổ, đầu đạn bay đi và lửa phụt lại vào người anh ấy. Tôi hiểu rồi, tôi không trách Thành. Cái lỗi của cậu ta là bắn pháo khi chưa có lệnh, gặp sự cố không báo cáo cấp trên tìm cách xử lý mà tự hành động như vậy. Biết làm sao, chiến tranh mà. Suy cho cùng, Thành cũng chỉ lo việc đánh địch thôi. Tôi cho anh em khâm liệm cho Thành và cho xe trở về phía sau. Hôm sau, sư đoàn trưởng Bùi Đình Hòe lệnh cho chúng tôi bàn giao toàn bộ xe pháo kho tàng cho sư đoàn, rồi hành quân trở lại cua chữ V, tiếp tục làm nhiệm vụ phòng ngự, bảo vệ con đường vận chuyển của ta. Cuối tháng 3, tiểu đoàn 8 nhận lệnh tiến công căn cứ Pailin. Pailin là thị trấn Trù Phú, nằm sát biên giới Campuchia, Thái Lan. Ở đây có nhiều mỏ kim loại và đá quý, nhất là đá sapphire và đá cẩm thạch. Đất đai màu mỡ, những vườn cà phê lớn, xanh tốt, nguồn nước dồi dào, đường giao thông sang Thái Lan thuận lợi, nên Pol Pot tập trung ở Pailin hơn 500 quân, có cả pháo 105 ly, xe thiết giáp, lập căn cứ quân sự. Chúng dựng nhiều vật cản, nhất là mìn chống tăng, hòng ngăn cản bước tiến của ta. Tôi còn nhớ, hôm họp quân chính bàn kế hoạch đánh Pailin, trung đoàn trưởng trung đoàn 66 nói, cách đánh của ta là dùng xe tăng dẫn đường cho bộ binh bám theo sau tiến công, nhanh chóng đánh gục quân địch ở đây. Tôi nghĩ cách đánh này không ổn. Đợi cho trung đoàn trưởng nói xong, tôi đứng lên phát biểu. Thưa các đồng chí, bộ binh địch chúng tôi không ngại, nhưng ở Pailin quân địch đã phòng ngự từ lâu, chắc chắn chúng sẽ đề phòng quân ta có xe tăng thiết giáp tiến công, nên rất có thể chúng chôn nhiều mìn ngăn xe tăng thiết giáp của ta. Vì vậy, tôi đề nghị không nên cho xe tăng đi đầu mà ngay trong đêm dùng công binh, trinh sát, dò mìn. Xe tăng thiết giáp cùng một đại đội bộ binh tập kết cách khoảng 2 km. Còn đại bộ phận tiểu đoàn sẽ hành quân ban ngày theo dông đồi bên phải tiếp cận Pailin. Công binh trinh sát mở đường xong, ta thực hành tiến công. Như vậy, vừa luồn sâu vu hồi kết hợp đột phá bằng xe tăng bảo đảm chắc thắng hơn. Ý kiến của tôi được anh Kỷ, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 273 đồng tình và phương án tôi đưa ra được trung đoàn chấp nhận. Ngày 30 tháng 3 năm 1979, trước khi xuất quân đánh Pailin, chính ủy Trần Giang đến tiểu đoàn 8. Ông nói với tôi, cậu cho tập hợp cả tiểu đoàn, mình nói chuyện. Em sợ mình tập trung đông, lính Pol Pot bất ngờ tập kích thì gây tổn thất cho ta, thủ trưởng ạ. Cậu có nhớ Hồng quân Liên Xô trước khi xuất quân ra trận đánh ở vòng cung Quốc Sơ không? Họ tập trung ở quảng trường đỏ làm lễ duyệt binh và cả đoàn quân như vậy tiến ra mặt trận. Tôi được biết ông là trưởng khoa công tác đảng, công tác chính trị ở Học viện Chính trị nên rất bài bản. Vì vậy tôi bàn với anh Trần Đới tổ chức ngay một đài quan sát và triển khai 3 trận địa cối hướng về những khu vực dự kiến. Nếu địch nổ súng là ta bắn cối vào đó. Tôi cho bộ đội tập trung tại một bãi đất rộng. Chính ủy hài lòng với cách tổ chức của chúng tôi. Ông động viên khí thế đơn vị chừng 15 phút rồi ra lệnh xuất kích. Ngày 1 tháng 4 năm 1979, đúng như dự đoán của chúng tôi, công binh, trinh sát, dò mìn mở đường đã gỡ được hơn 10 quả mìn chống tăng khi đánh vào Pailin. Trận đánh giằng co diễn ra hơn 1 giờ. 4 xe bọc thép K-63 chở đại đội 5 kết hợp với đại đội 6 và đại đội 7 mở mũi vu hồi, toàn bộ lực lượng địch ở đây bị tiêu diệt. Tiểu đoàn 8 thu 2 khẩu pháo 105 ly, nhiều xe ô tô và lương thực vũ khí. Sau khi giải phóng thị trấn Pailin, ngày 2 tháng 4,
chỉ huy trung đoàn 66 ra lệnh cho tiểu đoàn 8 chúng tôi tiến về phía Tây, truy quét địch dọc biên giới Campuchia, Thái Lan. Ở Pai Linh chủ phú bao nhiêu thì chỉ cách đó vài chục km là những cánh rừng khộp thưa, đất đai cằn cỗi, không có sông, không có suối và không một vũng nước. Lường trước khó khăn về nước, chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi động viên bộ đội cố gắng mang theo nước trong khả năng có thể và sử dụng chát chiu. Tôi và anh Trần Đới đi đầu cùng với tiểu đội trinh sát. Khoảng 9 giờ sáng chúng tôi gặp địch. Chúng nổ súng vào cuối đội hình, làm bị thương 4 chiến sĩ của đại đội 7. Chúng tôi cho một ô tô vừa thu được ở Pai Linh đưa 4 thương binh quay lại đội phẫu thuật trung đoàn. Đội hình tiếp tục hành quân. 11 giờ phát hiện một tốp địch. Chúng dùng B-40 bắn về phía chúng tôi, đạn vọt qua đầu. Tôi nói với Thanh, đại đội trưởng đại đội 8, cho cối 82 ly bắn ứng dụng, gây tiếng nổ càng sớm càng tốt. Thấy cối 82 ly của ta, địch biết lực lượng lớn. Từ đó cho đến chiều, chúng tôi không gặp lực lượng địch nào nữa. Hành quân dưới trời nắng gắt, vượt qua những cánh rừng khộp trụi lá, đi trên đá sỏi lạo xạo. Ai nấy mồ hôi vã ra như tắm. Mặc dù mọi người sử dụng nước chát chiu, thế mà chỉ mới quá trưa, những giọt nước cuối cùng trong bi đông cũng hết. Cái nắng nóng trở nên gay gắt, ai cũng đầm đìa mồ hôi. Mồ hôi đổ ra nhưng không có nước bổ sung. Tôi nghĩ cứ như thế này không gặp địch thì cũng chết vì không có nước uống. Giải lao, tôi ngả lưng lên ba lô thiếp đi và mơ thấy nước chảy tràn qua mặt. Máy thông tin liên lạc với trung đoàn ngoài vùng phủ sóng, tất cả đều do chúng tôi quyết định, hướng đi đánh địch. Bộ đội nhìn tôi, anh em bảo, không có nước thế này thì chết khát mất thủ trưởng ạ. Tôi mở bản đồ ra xem, khu vực này không được thể hiện chi tiết, chỉ có những đường cơ bản. Tôi động viên bộ đội, cố đi, ít nữa sẽ gặp suối. Cả tiểu đoàn uể oải bước đi, được khoảng gần một giờ, như có phép thần kỳ. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy bên trái đội hình. Hoạch, tiểu đội trinh sát, nói, có suối, thủ trưởng ạ. Tôi nói anh Đới cho đội hình dừng lại và bảo Hoạch phụ trách một tổ đi về hướng nước chảy. 15 phút sau, cậu ấy mang về ba bi đông đầy nước, mặt hớn hở. Có con suối to, nước chảy, thủ trưởng ạ. Thế là cả tiểu đoàn chạy dồn về phía con suối, không tài nào cản được. Tôi bàn với anh Trần Đới cho bộ đội nghỉ lại bên con suối này. Chiều hôm sau, chúng tôi gặp một tổ trinh sát và trợ lý tác chiến trung đoàn 66. Chúng tôi được lệnh hành quân về đội hình trung đoàn. Ngày 22 tháng 4 năm 1979, từ Bát Tam Bang, trung đoàn 66 đi xe lửa tiến về phía nam, mở đợt truy quét cuối cùng ở thung lũng Rô Viêng, Pramoy, Vây Viêng thuộc tỉnh Pô Sát. Tiểu đoàn 8 chúng tôi là đơn vị hoạt động độc lập, được lệnh tiến về thung lũng Vây Viêng, nơi được thông báo có nhiều địch đang giam giữ dân. Có một điều rất lạ là trung đoàn và sư đoàn không có công tác đảm bảo gì cho tiểu đoàn 8, trừ tăng cường một trung đội vận tải và một tổ người Campuchia làm nhiệm vụ phiên dịch. Hậu cần, gạo, đạn cũng không, thương binh tử sĩ phải tự lo, mà cứ giục chúng tôi tiến vào sâu hơn nữa. Chúng tôi theo đường dân chạy, đến bên bờ sông Putisat, xe bò kéo không qua được, chen lấn chồng lên nhau thành hàng dài. Tôi và anh Trần Đới cùng tổ trinh sát lên quan sát tổ chức cho bộ đội vượt sông. Dòng sông rộng hơn 100 mét, lởm chởm nhiều tảng đá lớn chặn dòng. Chúng tôi đi khảo sát, thấy một đoạn có thể lội qua được. Tôi bàn với anh Đới. Ta cho giã hai khẩu cối, hai khẩu 12 ly 7 bắn vài loạt, rồi cho một trung đội vượt sông chiếm bờ bên kia. Sau đó, từng đại đội vượt sang, nới rộng địa bàn. Tôi nhất trí và cho triển khai ngay. Anh Đới nói, chúng tôi cho bắn 10 quả đạn cối và bắn vài loạt 12 ly 7. Không thấy địch phản ứng gì, chúng tôi cho đại đội 5 vượt sông. Cối và 12 ly 7 sẵn sàng chi viện. Cả tiểu đoàn chúng tôi vượt sông Putisat an toàn. Chúng tôi đi chừng 5 km thì cho bộ đội dừng lại,
Đào Công Sự triển khai vị trí đóng quân. Ban chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi đóng ở một con suối cạn, có bóng cây xanh. Hôm sau, từng đại đội triển khai đi các hướng truy quét. Gần trưa, đại đội 6 do Vũ Đình Tuấn làm đại đội trưởng chỉ huy dẫn về 58 người, hầu hết là nữ, có mang theo cả súng. Tuấn vui vẻ kể lại: chúng em đang tổ chức phục kích, phát hiện địch đang đi tới, đợi cho chúng lọt hẳn vào trận địa, em hô: đất đây lên, giơ tay lên. Bị bất ngờ cả đại đội giơ tay, hạ vũ khí. Tôi khen: các cậu khá lắm. Tôi hỏi một người mặc áo đen đứng tuổi: các chị đơn vị nào? Họ lắc đầu. Tôi hỏi qua người phiên dịch, họ nói không ở đơn vị nào cả, là thanh niên xung phong. Tôi hỏi tiếp: sao lại có súng? Qua phiên dịch, họ bảo súng trang bị để đi lấy thóc ở kho. Kho thóc cách xa không? Họ bảo không xa lắm. Tôi bảo đại đội 6 cử 10 người đi cùng họ vào kho lấy thóc. Anh em kể lại, mỗi kho thóc chừng 500 cân đến 1 tấn để ở chòi lợp lá tránh mưa. Thóc đựng vào bao tải, vào gùi và cả thùng phi. Anh em và những người thanh niên xung phong mang về được hơn 1 tấn. Tôi cho giã thành gạo, bổ sung lương thực cho đơn vị. Bộ phận tiểu đoàn ở phía sau do anh Trần Viết Xuân, chính trị viên phó tiểu đoàn, chỉ huy. Một hôm, Tính, trợ lý hậu cần tiểu đoàn, rủ đoàn, công vụ đi cải thiện. Tính mang theo một khẩu AR-15 vừa thu được. Tính đi trước, đoàn đi sau. Bỗng một con trâu rừng ở đâu lao ra. Tính bắn mấy loạt đạn, con trâu rừng bị thương bỏ chạy. Tính và đoàn theo vết máu đuổi theo, không để ý. Con trâu ẩn trong bụi rậm. Nó dùng sừng húc Tính văng đến gần chục mét, dẫm nát phần nhựa của khẩu súng AR-15 rồi bỏ đi. Đoàn chạy lại, xốc Tính, cõng được một đoạn. Đoàn nhỏ bé không cõng nổi Tính, liền chạy về báo cho anh Xuân. Anh Xuân cử Phú, tiểu đội trinh sát và mấy người ở trung đội vận tải ra đưa Tính về. Đoàn dẫn Phú ra nơi con trâu ẩn nấp. Phú tiếp cận gần nó rồi trèo lên cây nhằm vào cái đầu nổ súng. Phải bắn gần chục viên đạn AK, con trâu mới lăn ra chết. Mấy ngày sau, tiểu đoàn tiến vào rừng. Chiến sĩ ta chứng kiến cảnh giam cầm người Campuchia do Pol Pot gây ra. Chúng lùa người dân vô tội về đây để lập cái gọi là căn cứ kháng chiến. Người dân phải sống cảnh màn trời chiếu đất, không có lương ăn, không có thuốc chữa bệnh, sống lay lắt và chết mòn. Chúng tôi gặp những người dân đau ốm, cạn sức, dựa vào gốc cây, bất lực nhìn người thân đang hấp hối. Đau thương hơn, có đứa trẻ ngậm vú mẹ, nhưng mẹ nó đã chết từ lâu. Chúng tôi chỉ thị cho các đơn vị, bằng mọi giá phải cứu sống nhân dân bạn. Mọi nạn nhân phải được cứu sống, bỗng trở thành mệnh lệnh thiêng liêng, thôi thúc chúng tôi. Từng tốp dân dăm 7 người, chỗ vài chục, đến cả 100 người, được tiểu đoàn 8 chúng tôi cứu sống. Cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn chúng tôi đã dành từng hộp sữa cho trẻ thơ và người già kiệt sức, bát cơm cho người đói lả, viên thuốc cho người ốm đau. Có những ngày mưa tầm tã, bộ đội ta cõng em nhỏ dẫn người già vượt qua suối lũ đưa họ về tuyến sau. Tôi có một ấn tượng về Trần Văn Dư, tiểu đội trưởng truyền đạt, quê xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Dư là một người dũng cảm, rất ý tứ. Khi hành quân, lúc dừng lại, chúng tôi xem bản đồ, thì chỉ vài chục giây sau, cậu ta đã lấy khúc gỗ hoặc hòn đá để tôi ngồi. Sau đó, Dư lên trước chục mét cảnh giới. Suốt cả một chiến dịch, bao giờ cậu ta cũng làm đúng như vậy. Hiện nay, Dư làm chỉ huy trưởng quân sự xã Cổ Lũng, anh em vẫn thường xuyên gặp nhau. Trong một lần truy quét, vì quá hoảng sợ, có người mẹ đã bỏ lại đứa con hơn 1 tuổi. Qua máy bộ đàm, anh em gọi điện về, tôi nói, phải đưa đứa nhỏ về ngay tiểu đoàn. Nhìn đứa bé khôi ngô, môi khô rộp vì thiếu sữa, tôi bảo cậu liên lạc lấy hộp sữa của tôi cho cháu. Thằng bé hau háu ăn no rồi ngủ. Anh Trần Đới rất quý trẻ con, lúc rảnh anh bế thằng bé ru cho nó ngủ. Thời gian này, chúng tôi nuôi 2 đứa nhỏ. Một con trai tên là Pù, năm ấy khoảng 15 tuổi.
Pù giã gạo khỏe, bắt cá ở sông, suối rất giỏi. Còn bé gái tên là Si Thon, 16 tuổi. Pù giã thóc và Si Thon sàng sẩy lấy gạo. Tuy chúng tôi không được cung cấp lương thực, đổi lại, chúng tôi có sẵn kho thóc của quân Pol Pot nên cũng không đói. Một hôm, tôi đến kiểm tra đại đội 7. Khi đến gần, tôi nghe tiếng súng bắn xuống nước, nghe trầm đục. Đến đại đội, Dĩ, chính trị viên ra đón tôi. Vừa vào đến ban chỉ huy, tôi nghe như có con vật gì dẫy chết. Tôi hỏi, tiếng động gì lạ thế nhỉ? Dĩ tỉnh bơ. Dạ, có gì đâu ạ. Tiếng động lại mạnh hơn. Lúc này nhìn nét mặt Dĩ thay đổi. Tôi lại hỏi, cậu không nghe thấy gì sao? Lúc này Dĩ mới nói, báo cáo thủ trưởng, chúng em vừa bắn được một con cá quả. Cá gì mà to vậy, dẫy như con chó dẫy chết. Dĩ dẫn tôi ra xem. Một con cá quả dài gần 1 mét, những vảy cá bong ra to như cái chôn bát sắt. Con cá có đến gần chục ký. Tôi cười, dạo ở Klang, tỉnh Kon Tum, tớ cũng bắt được một con cá to như thế này để đãi đoàn văn công quân khu Việt Bắc đấy. Chiều hôm ấy, Dĩ cho liên lạc mang lên ban chỉ huy tiểu đoàn một khúc cá. Mấy ngày sau đó, tại cánh rừng phía tây nam thung lũng Viên Ven, cán bộ chiến sĩ đại đội 7 vô cùng kinh ngạc đến bàng hoàng khi đánh chiếm một vị trí quân Pol Pot, thấy thức ăn của chúng là thịt người xào lá lốt. Hội, đại đội trưởng đại đội 7 điện cho tôi, nói lại những gì mà anh chứng kiến. Tôi hỏi, tại sao cậu lại khẳng định đó là thịt người? Hội trả lời, cách đó không xa, chúng em còn thấy những cẳng chân cẳng tay bị lóc hết thịt, ruồi nhặng bâu đầy, nhưng không thấy đầu, thủ trưởng ạ. Đây là những bằng chứng không thể chối cãi và xóa bỏ vết nhơ tội ác của bọn phản động Pol Pot đối với nhân dân Campuchia. Cuối tháng 6 năm 1979, giai đoạn quét địch cứu dân của tiểu đoàn 8 kết thúc, chúng tôi hành quân về khu 200 nhà. Khi lui quân, chúng tôi thay nhau bế đứa bé mà chúng tôi nhặt được giao lại cho bạn. Lúc chia tay, mọi người ai cũng lưu luyến, nhất là những đứa bé chúng tôi đã chăm sóc những ngày qua. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.